chào các bạn, hôm nay hướng dẫn các bạn một cái số đoạn cùi chỏ tập ở trong nhà cho khỏe người các bạn nhé. Các bạn tập có thể hai chân lên xem phạm như thế này được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy, 14 đoạn chỏ như vậy. Bạn chú ý này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Các bạn sẽ tập 14 đoạn chỏ như vậy cho thanh thạo, cho khỏe người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chào bạn nhé.